Cái lớn ở tận bên kia biên giới, sao ông không tìm đến? Mấy ông định chứng thực là mình chỉ thuộc loại buôn bán nhỏ thôi sao? Cậu muốn ám chỉ cái gì vậy? Rocker, kẹo thông lao. Cậu biết hết rồi hả? Biết. Tất cả các đồng chí chú ý, chỉ được phép nổ súng khi có lệnh, và phải bắt cho bằng được đối tượng duy nhất theo sự chỉ đạo. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Tất cả xuất phát. Ông không nhận ra tôi là bạn hay là thù kìa? Im ngay. Thôi mà, thằng Lê Hiếu, nó cho ông bao nhiêu tiền để ông bắt tôi về đây? Ông ăn cả hai đầu như vậy là hơi nhiều đó. Được, tao sẽ cho mày biết tao là bạn hay là thù.